Trong những tháng gần đây, Audi Việt Nam áp dụng chính sách ưu đãi lớn cho mẫu xe Q7 Quattro. Theo đó, thì khách hàng mua Audi 7 Quattro được hỗ trợ lệ phí trước bạ là 300 triệu đồng Việt Nam. Hiện là giá bán chính hãng của dòng xe Audi là 3,34 tỷ đồng Việt Nam với bản động cơ 2.0 và 3,389 tỷ đồng Việt Nam với bản 3.0. Sau khi giảm giá thì giá xe của Audi Q7 tại đại lý chỉ còn là hơn 3 tỷ đồng Việt Nam. Cùng với Q7 mẫu Q5 cũng nhận được mức giảm giá kịch sàn trong tháng 10. Và cụ thể khách hàng khi mua xe Audi Q5 Design Quattro hoặc là Audi Q5 Sport Quattro sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ là 200 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán. Hiện giá bán xe Audi Q5 đang bán ra chính hãng đó là 2,51 tỷ đồng Việt Nam. Sau khi giảm giá thì giá bán của Audi Q5 tại đại lý còn hơn 2,3 tỷ đồng. Audi Q5 là dòng xe bán chạy nhất của hãng Audi tại Việt Nam. Audi Q5 hiện đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ như là BMW X3, Lexus NX200T và Mercedes GLC. Trong những tháng cuối năm, hãng xe sang của Đức giảm giá hàng loạt mẫu xe tại thị trường trong nước, với mức giảm giá lên đến 200 triệu đồng Việt Nam, cùng hàng loạt những ưu đãi. Cụ thể là các dòng xe nhỏ BMW 118i và 218i được giảm tới là 180 cho đến 200 triệu đồng Việt Nam. Trong khi đó, mẫu xe BMW 3 Series có mức giảm khoảng là 260 cho đến 270 triệu đồng. Xe được giảm giá là các phiên bản dành cho năm 2018 ở tại thị trường trong nước. Các dòng xe SUV của BMW như là X1 và X2 Touring 18i và cả BMW X5 X-Drive 40i cũng được giảm khoảng là 100 triệu đồng. Còn mẫu X2 phiên bản X-Drive cũng giảm là 20 triệu đồng Việt Nam. Bên cạnh đó, các dòng xe này nhiều đại lý còn giảm lên đến 70 triệu đồng. Với các mẫu xe dành cho năm 2019 trong tháng 10, mẫu BMW được giảm tới 230 triệu đồng khiến giá bán chỉ còn là 2,159 tỷ đồng Việt Nam. Một số đại lý chính hãng của Nissan Việt Nam cũng đang đồng loạt áp dụng chính sách giảm giá 210 triệu đồng cho mẫu xe Nissan Terra phiên bản V cao cấp nhất. Theo đó thì mẫu xe SUV này ở tại đại lý hiện có giá bán là 998 triệu đồng. Trong khi đó giá niêm yết của phiên bản này là 1,119 tỷ đồng Việt Nam. Như vậy thì giá Nissan Terra phiên bản V ở tại đại lý hiện thấp hơn 200 triệu đồng so với mức giá được niêm yết. Giới thành thạo về xe cũng nhận định là nguyên nhân khiến cho mẫu xe Terra phiên bản V cao cấp được giảm giá sâu như vậy nhằm là để xả hàng tồn vào dịp cuối năm. Và đây có thể là các phiên bản xe tồn được sản xuất từ năm 2018. Nissan Terra đó là mẫu xe SUV cỡ lớn với 7 chỗ ngồi, nhập khẩu từ Thái Lan. Xe được thiết kế dựa trên mẫu xe bán tải Nevera NP300. Tại hội thảo triển vọng hợp tác Indonesia - Việt Nam về công nghệ ô tô và phụ tùng xe ô tô xe máy, mới đây diễn ra tại Hà Nội, đại sứ Indonesia ông Ibnu Hadi cho biết, năm 2018 Indonesia đã xuất khẩu ô tô sang Việt Nam đạt giá trị kim ngạch là hơn 200 triệu đô la Mỹ. Indonesia tự tin hy vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu ô tô sang Việt Nam đạt 600 triệu đô trong năm 2019. Con số này tuy cao gấp 3 lần so với năm 2018, nhưng có lẽ tuyên bố này nằm trong tầm tay của Indo. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm, Indonesia đã xuất khẩu sang Việt Nam là 19.477 chiếc xe, trị giá là 276 triệu đô, tăng từ 2 cho đến 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với đà này thì ước tính cả năm 2019, ô tô Indonesia có thể đổ bộ sang Việt Nam tới 40.000 chiếc, chiếm 1/5 sản lượng xuất khẩu ô tô ra ngoài của nước này. Cho đến nay thì Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu ô tô lớn thứ 5 của Indo sau Philippines, Arabia Saudi, Nepal và Mexico. Theo thông tin từ Hiệp hội Công nghiệp ô tô Indonesia cho thấy rằng, năm 2018 Indonesia sản xuất là 1.343.000 chiếc xe, nhập khẩu là 95.000 xe,
tiêu thụ trong nước là 1.151.000 xe và xuất khẩu là 250.000 xe. Hiện tại công suất sản xuất ô tô của Indonesia đạt là 2,2 triệu xe trên một năm. Năm 2019, Indonesia dự kiến sản xuất khoảng 1,4 triệu xe trên một năm, vừa đáp ứng nhu cầu trong nước vừa xuất khẩu ô tô. Mục tiêu năm 2020 sản lượng xe ô tô của Indonesia sẽ đạt là 2 triệu chiếc trên một năm, trong đó xuất khẩu khoảng 600.000 chiếc. Với sự tăng trưởng đó, Indonesia ngày nay đã trở thành trung tâm sản xuất xe giá rẻ hàng đầu tại thị trường Đông Nam Á. Và lợi thế cạnh tranh này được xây dựng trên nền tảng chính sách hấp dẫn trong 15 năm qua. Từ năm 2007, nước này đã đặt kế hoạch phát triển xe chiến lược giá rẻ và tiết kiệm nhiên liệu. Chính phủ đất nước và đảo đã quy định ô tô nằm trong diện ưu đãi có động cơ dung tích xi lanh dưới 1.2, giá dưới là 10.000 đô la Mỹ và tiêu thụ nhiên liệu dưới 5 lít trong 100 km với tỷ lệ nội địa hóa trên 60%. Nhờ đó, doanh nghiệp Indonesia tạo ra dòng xe nhỏ thân thiện với môi trường và chi phí thấp. Trước đó, từ năm 1993, Indonesia đã áp dụng chính sách khuyến khích sản xuất linh kiện trong nước bằng cách là áp giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện dựa trên giá trị hóa đơn nhập khẩu, tức là cùng một mức thuế nhập khẩu linh kiện như nhau, nhưng nếu nhập cả bộ linh kiện về lắp ráp thì số tiền nộp thuế sẽ cao hơn so với chỉ nhập 50% bộ linh kiện và mua trong nước 50%. Chính vì vậy, Indonesia đã thúc đẩy nội địa hóa thành công với hàng trăm doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất linh kiện ô tô. Từ năm 2013, các hãng xe đã giới thiệu đến người dùng Indonesia những mẫu xe giá rẻ đáp ứng hầu hết nhu cầu của người tiêu dùng bình dân. Giá phổ biến trong nước chỉ là từ 10.000 cho đến 15.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 220 cho đến 300 triệu đồng Việt Nam, một mức giá bằng một nửa giá xe hiện tại Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng ô tô Indo có xuất phát điểm giá khá là hấp dẫn, cộng hưởng với chính sách giảm thuế theo các cam kết hội nhập và sự thất bại trong nội địa hóa ô tô Việt Nam đã khiến cho ô tô nước này có lợi thế cạnh tranh vượt trội khi đổ bộ sang thị trường Việt Nam. Cụ thể là thuế nhập khẩu xe ô tô từ ASEAN về Việt Nam đã giảm xuống 0%, thuế tiêu thụ đặc biệt cho những xe có dung tích xi lanh dưới 1.5 giảm còn 35% vào năm 2018, nên xe nhỏ Indonesia và Việt Nam được hưởng lợi lớn. Hiện nay thì theo Tổng cục Hải quan, Indonesia nhập về giá trung bình là 350 triệu đồng trên một chiếc, rẻ nhất trong số các nước Việt Nam nhập khẩu ô tô. Nhiều mẫu xe giá rẻ của Indo đang trở thành hàng hot ở tại thị trường Việt Nam và chiếm lĩnh hoàn toàn phân khúc. Chẳng hạn như ở tại Việt Nam, xe line SUV và MPV giờ đây đang bị thống trị bởi Mitsubishi Splendor và Toyota Rush, sắp tới là Honda BRV. Xe cỡ nhỏ phân khúc hạng A có sự góp mặt của Toyota Wiggle và Honda Rio đang thách thức sự thống trị của xe sản xuất lắp ráp trong nước như là dòng xe Hyundai i10 và Kia Morning. Ở tại thị trường ô tô Việt Nam được đánh giá rất tiềm năng, nhu cầu luôn cao và quy mô thị trường dự kiến là sẽ đạt con số là 500.000 xe trên một năm sau năm 2020 và 1 triệu xe trên một năm vào thời kỳ năm 2030. Doanh số xe ô tô Việt Nam có thể đạt hơn là 12 tỷ đô trên một năm. Tuy nhiên, miếng bánh thị trường ô tô Việt có thể sẽ rơi vào các doanh nghiệp Indo khi mà ngành công nghiệp ô tô trong nước không đáp ứng được nhu cầu và không có lợi thế cạnh tranh. Hiện tại các nghiên cứu từ Bộ Công Thương đưa ra đều nhận định rằng chi phí sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam cao hơn khu vực đến 20%. Một trong những lý do khiến cho giá thành xe cao khó mà cạnh tranh là bởi tỷ lệ nội hóa của Việt Nam kém xa các nước và hiện chỉ đạt bình quân khoảng từ 7 cho đến 10%, trong khi tỷ lệ nội địa hóa của các nước trong khu vực trung bình đã đạt được từ 65 cho đến 70%, Thái Lan đạt tới 80%. Có nhiều chuyên gia ô tô cho rằng thời gian vừa qua chính sách của chúng ta là tập trung khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện về lắp ráp ô tô chứ không khuyến khích gia tăng sản xuất trong nước. Cụ thể đó là duy trì mức thuế xuất nhập khẩu rất cao với xe nguyên chiếc và thuế nhập linh kiện ở mức thấp. Điều này đã khiến cho các doanh nghiệp chỉ tập trung lắp ráp dẫn đến sản xuất trong nước không có động lực phát triển. Và hiện tại công nghiệp ô tô Indonesia đã trở thành trụ cột có đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia và nguy cơ thị trường Việt Nam sẽ bị thôn tính và trở thành thị trường tiêu thụ lớn cho nước bạn, đó là điều nhãn tiền trước mắt chúng ta có thể thấy.